Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 7 tháng năm 2019 ước đạt 288,47 tỷ đô la Mỹ, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 145,13 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy trong 7 tháng, Việt Nam xuất siêu 1,8 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý, tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu 7 tháng của khu vực kinh tế trong nước đạt 12,2%, cao hơn tốc độ tăng của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài là 5,6%, chiếm 30,3% tổng kim ngạch xuất khẩu. Một số mặt hàng xuất khẩu trong tháng 7 có kim ngạch tăng so với tháng trước như hàng dệt may, máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng, điện tử, máy tính và linh kiện, giày dép, v.v. Trong 7 tháng đầu năm, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 32,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm trước, tiếp đến là các thị trường EU, Trung Quốc, thị trường ASEAN và Hàn Quốc.